Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Trung Trần .vn. Và video này đang được quay trực tiếp tại showroom 61 Đại An, Hà Đông, Hà Nội của Trung Trần, ngay đối diện trường Đại học Bưu chính Viễn thông và ngay cạnh trường Đại học Kiến trúc thôi. Thì mình muốn thông báo một cái event nhỏ nhỏ khi các bạn mua bất kỳ laptop nào tại Trung Trần .vn trong thời gian này. Đó chính là khi các bạn mua bất kỳ cái dòng laptop nào dưới 10 triệu thì sẽ được nhận ngay một bộ đế tản nhiệt cực kỳ hot. Thì bộ đế tản nhiệt này sẽ giúp máy các bạn luôn hoạt động ở trạng thái mát mẻ nhất trong cái thời tiết khá là nóng nực như hiện tại này. Đây là một cái phần quà nhỏ áp dụng cho tất cả các bạn nào đăng ký ở cái link bên dưới bài viết các bạn nhé. Và ngoài ra thì tất nhiên đi kèm máy thì các bạn sẽ được nhận ngay một ba lô chống sốc cực kỳ cao cấp. Ba lô này do bên mình tự thiết kế, có thể chống va đập cực kỳ tốt. Bên trong ba lô thì sẽ là một những cái phần không thể thiếu, đó chính là một lót chuột Logitech cao cấp và một chuột qua không dây các bạn nhé. Đấy thì đấy là áp dụng tất cả các dòng máy laptop dưới 10 triệu và từ 10 đến 20 triệu. Thì các bạn sẽ được nhận ngay một voucher nâng cấp RAM là 4GB được lắp trực tiếp vào máy trị giá là 550.000 đồng đi kèm những cái phần quà như thế này. Đó là các máy từ 10 đến 20 triệu. Và khi các bạn mua chế máy trên 20 triệu, từ 20 đến 30 triệu thì các bạn sẽ được nhận được một voucher nâng cấp RAM 8GB trị giá là 1.150.000 đồng tại Trung Trần .vn. Đấy thì đây là những cái phần quà cực kỳ hấp dẫn áp dụng cho tất cả các bạn nào mà đã chia sẻ bài viết này chế độ công khai và đã đăng ký thông tin link ở dưới phần đăng, mô tả bên mình đăng ở phần bài post này nhá. Đấy thì rất là hy vọng các bạn có thể qua để bên mình tư vấn trực tiếp cho các bạn làm sao phù hợp nhất với nhu cầu công việc cũng như kinh tế các bạn. Thì sau đây mình xin mời các bạn tham quan qua một chút về showroom 61 Đại An, Hà Đông, Hà Nội các bạn nhé.